một hiện tượng kỳ lạ đang xảy ra. Tất cả mọi người đang phát cuồng vì một nhân vật bí ẩn. Angelo, Angelo. Hãy cho em biết Angelo là ai đi. Angelo đang là từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất. Mọi người đang rất thắc mắc về nhân vật đó. Đây chính là cậu bé Angelo và những người bạn. Angelo, Sherwood, Lola. Họ là bộ ba nổi tiếng với những trò nghịch ngợm làm đau đầu các giáo viên khó tính nhất. Những trò quậy phá làm cho các bậc phụ huynh phải khóc thét lên. Bí quyết nào giúp cháu thực hiện thành công những trò quậy phá vậy? Tất cả đều nằm trong kế hoạch của cháu. Trước khi thực hiện bất cứ trò gì, mình cũng đều lên kế hoạch thật tỉ mỉ. Cũng chậm chút xíu. Đón xem Angelo cậu bé rắc rối phát sóng lúc 17:30 bắt đầu từ ngày 27 tháng 7 trên kênh HTV3.